Thành ơi. Hả gì con? Có cái đồng hồ cũng bằng kim cương mà. Bằng kim cương còn xịn không vàng nữa. Dẫu vô, dẫu đi anh ơi. Chú ơi, cái đó kim cương thiệt hay kim cương giả? Thiệt hay giả? Con giới thiệu đi nào. Con tên là Nguyễn Minh Anh Tú, hôm nay con vừa tròn 6 tuổi. Thế là con có cái năng khiếu gì giống như bạn không? Năng khiếu của con là kể chuyện. Hay quá. Cười à. Cười. Ồ, kể chuyện mà con cười nữa cơ. Rồi, chúng ta kể chuyện thử coi nè. Chuyện bạn Tèo. Về chỗ ngồi. Bé có duyên. Đi về chỗ ngồi. Chưa gì trân cừ rồi. Khánh này kỳ. Câu chuyện bạn Tèo. Một hôm mẹ dắt bạn Tèo đi ra ngoài. Đi vô chỗ ngoài. Em mắc cười vụ đi Khánh. Đi vô chỗ ngoài. Đi về chỗ ngoài. Vụ Tèo có duyên. Chuyện ta chưa tới đoạn cười. Tự nhiên cười con. Nói lại con. Câu chuyện bạn Tèo. Một hôm con có duyên. Tôi thấy cái đoạn là dễ thương thôi. Chúng có nha, dễ thương con cười, con kể đi con. À, bạn. Câu chuyện bạn Tèo. Một hôm mẹ dắt bạn Tèo đi ra ngoài đường tập thể dục. Đi vòng vòng một hồi rồi gặp một cô hàng xóm. Cô hàng xóm mới hỏi: Tèo con tuổi con gì vợ? Tèo mới nói: con tuổi con gà, con heo, con bò. Cô hàng xóm mới thắc mắc: ủa chỉ có một người là chỉ có một cái tên và một cái tuổi thôi, tại sao Tèo lại lớn có ba con ạ? Cô hàng xóm biết không? Khi con viết chữ ở trên trường thì cô lại nói con viết chữ như con gà bới. Còn khi con đi tắm thì mẹ con lại nói con ở dơ như một con heo. Còn khi con mang bài kiểm tra về cho ba con là ba con lại nói: trời ơi sao bà cô như con bò vậy? Xong chuyện với con. Dạ rồi. Cái khúc đầu nó vui hơn. Nâng cao chào nó cười là được rồi. Thật là đáng yêu nè. Rồi, lần sau mình gọi nó là bộ môn kể chuyện con ha. Dạ ha. Ừ, đừng có theo chú vui vô. Tự nhiên ta thấy vui. Cái này đâu gọi là môn đâu chú. Môn là vông, là môn vận động. Mà chú, cái này là kể chuyện mà. Chú khoanh tay chú xin lỗi con nha. Con có thích âm mèo nhóc này không? Dạ có. Con ôm chú một cái được không? Được chứ, trời ơi, ôm được liền chứ. Đó, chứng minh liền chứ. Đó. Rồi, lát nữa gắng trả lời nhiều câu hỏi nha con gái nha. Đó, tới bạn này. Con chào quý vị khán giả. Con tên là Hải Yên Khốn. Năm nay con học lớp 2. Hải Yên Hớt là con tên gì? Con tên là Hải Yên Khốn. Nói lại nè, Thái Thiên Khúc. Dạ, thưa chú là Thái Thiên Khúc. Con nhớ nha, lần sau mình nói chuyện mình phải nói cho rõ nha con trai. Dạ. Thiên Khúc có năng khiếu gì không? Đọc rap. Trời ơi. Trời ơi. Hay nha. Nói giới thiệu tên hồi nãy mà đọc rap là hết bài. Thần tượng của con là ai? Thần tượng của con là chú Đen. Đen bầu luôn. Trời ơi, nói gì nữa. Làm liền một miếng rap cho chú nghe liền con. Vô. Nếu cảm thấy mình mỏi, nếu cảm thấy mình mỏi, con cho mượn mà vai. Thì à, con nói nhỏ: chú là number one, chú là number one. Chú là number one. Hai bạn nghe chưa? Trời ơi. Con cũng hâm mộ chú Trấn Thành nữa. Cảm ơn con. Còn con là ngàn ngàn lần. Ngàn ngàn lần luôn, cảm ơn con. Con thấy chú Trấn Thành có rất là nhiều chương trình nổi tiếng và cũng rất là mắc cười nữa. Kéo kéo anh xuống tụi em, kéo anh xuống. Bé thích kể chuyện cười á. Diễn nó vui. Mấy chú này không có hiểu gì về tụi con hết á. Sao con đeo nhẫn dữ vậy? Bà ngoại con mua cho con. Trời ơi, bà ngoại con chắc là một người giàu lòng nhân ái lắm nè. Đây là vàng thiệt, vàng giả vậy? Dạ, vàng thiệt. Cho chú nha. Sao thiệt cái nó dừng lại ta. Đồng hồ này vàng thiệt hay giả? Dạ, vàng thiệt. Gia đình ngon quá. Giờ cho chú hỏi nè, thế ba con làm công việc gì? Ba con làm công an. Ồ, ba làm công an gì vậy? Công an phường hay là công an giao thông? Ba con làm công an hình sự.
Bớt nha, bớt lòng lại nha. Mấy cái mặt này là hay gặp ba nó lắm. Không, nè, cái đầu này cũng hay gặp ba nó nữa nè. Cái gì vậy anh Thành? Râu này với tóc này là luôn luôn nằm trong khu vực của ba nó kiểm soát nha. Thế mẹ ăn làm cái gì? Mẹ cũng làm ngân hàng. Trời ơi. Trời ơi. Gia thế không dám đụng vô nữa. Chú mệt mỏi quá. Chú Trấn Thành ơi. Hả gì con? Có cái đồng hồ cũng bằng kim cương mà. Bằng kim cương còn xịn không vàng nữa. Giấu vô, giấu đi anh ơi. Chú đã đeo con thiệt nhỏ. Chú ơi, cái đó kim cương thiệt hay kim cương giả? Thiệt hay giả? Mấy này kệ nó, chiếu chiếu cho có vui với người ta thôi. Ủa vậy là giả hả? Giả hả? Thấy không? Nhỏ viết kể chuyện cười không? Bây giờ nó phát huy nè, thấy chưa? Chú thấy là còn có năng khiếu hài hước đó. Rồi. Câu hỏi của chương trình là: hãy liệt kê những cái con nào mà đẻ trứng. Bắt đầu. Ba chữ: bắc cực. Có băng. Diễn tả đi. Không bay được. Chú chim cụt. Chính xác. Lưỡng cư. Xào lăng. Xào lăng. Trời, có vụ xào lăng nữa chứ. Diễn tả chứ. Cậu ông trời không phải cóc, giống cóc. Con ế. Chính xác. Hồi nãy thi rồi. Không phải ở biển. Hóa rồng. Ở sông. Chở ông táo, ông táo. Cái chết. Chính xác. Bốn chân. Cờ. Bốn con, bốn màu. Cờ cá ngộ. Không phải cờ. Cá ngộ. Chính xác. Ây da. Ây da, ây da. Ở trong. Ở trong. Tôi lướt đi chứ còn diễn tả cái gì khoan, nữa. Khoan. Không đẹp, lên bờ. Trò chơi lên bờ. Cái sáu. Chính xác. Quà. Trứng nhỏ. Cái trứng nhỏ nhỏ của con chiên bơ á, chiên bơ. Cái trứng nhỏ là. Trứng nhỏ là. Trứng nhỏ. Trứng nhỏ. Cái trứng nhỏ. Trứng nhỏ. Trứng nhỏ. Hủ tiếu. Hết giờ. Này không chịu trả lời. Trời ơi, trứng cút, trứng nhỏ. Chiên bơ nữa chứ. Đội bên đầu 5 câu sau 3 phút thưa quý vị. Và mời đội còn lại. Lên đi các con. Đội bên đầu được 5 câu. Hãy cố gắng lên. Đứng đây, đối diện các cháu. Đừng ăn nữa, thi thôi. Thì sao là được ngồi ăn xúc xích chờ kỳ vậy? Thế kệ người ta. Ờ, nãy rõ ràng em nhường anh thi trước. Câu hỏi của chương trình là: đây là những cái con mà đẻ trứng. 3 phút bắt đầu. 3 chữ. Bay không được nhưng quạt được. Con gà mái. Bắc cực. Trời lạnh. Phi hoạt hình. Chim cánh cụt hả? Chính xác. Come on, come on, come on, come on, come on. 2 chữ. Cái gì, cháo gì, xin cho bo. Không có hỏi câu hỏi. À, vậy hả? Cái gì cậu ông trời? Con cóc. Giống nó. Cô ếch hả? Đúng. Chính xác. Con này 2 chữ. Đưa ông táo về chơi. Cái chip. Đúng. Con này bỏ qua được không anh? Được. Bỏ qua. À, 2 chữ. Sống dưới đầm lầy. Cái miệng dài. Cá sấu. Cá sấu. Con này 2 chữ. Chiên bơ. Chiên bơ á, chiên bơ.
nhỏ xíu, ăn rất là ngon, giống con gà, chiên bơ. Con vịt hả? Nhỏ hơn. Nhỏ con vịt. Ờ, chiên bơ. Con ngỗng. Trứng gì mà nhỏ hơn trứng gà? Cái trứng nó nhỏ. Ờ, cái trứng gì nhỏ? Trứng nhỏ. Trứng nhỏ. Trứng nhỏ. Đặt câu hỏi nữa rồi. Trứng nhỏ. Rồi, con cho qua, cho qua. Đúng thời gian. Ba chữ. Ba trên trời. Dũng mãnh. Chiên lại ba. Cho qua, cho qua. Có vụ cái con đó. Hai chữ. Biết nói. Nói chuyện giống người. Có cánh. Có vẹt. Chính xác. À, hai chữ. Dính trên trần nhà. Sự tích, cổ tích Việt Nam. Bốn chân. Cái đuôi giống con cá sấu. Thằng làng. Ờ, coi bỏ qua, cho qua, cho qua. Đứa bé không biết rồi. Thời tiền sử. Hai chữ, thời tiền sử. Đâu. Ờ, bỏ qua. Bỏ qua. Trời, cái kia nó dễ muốn chết, cũng bỏ qua. Bỏ qua. Sống dưới nước. Mà cái tên giống con động vật chạy ở trên, chạy nhanh. Hai chữ, hai chữ. Hết giờ. Sau 3 phút được 8 câu, rất đáng tiếc còn 2 nữa mới được chinh phục.